các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Mamen Box. Mình là Mi. Mình là Sarah. Và hôm nay mình sẽ quay một video rất là đặc biệt, đó là video sẽ unbox chiếc hộp phiên bản mới số 7 của chúng ta đây. Và hôm nay chị Sarah có thể giới thiệu hôm nay mình có khách mời đặc biệt nào không? Hôm nay thì có một khách mời rất đặc biệt cùng quay video này với Mamen Box Team. Các bạn nhìn hình ở đây thì chắc cũng đoán được đó là ai rồi phải không? Hello các bạn, mình là Anh Phương và mình là Beauty Blogger tại kênh YouTube channel Lost Her Makeup. Rất cảm ơn chị và vì hôm nay đã mời em tới quay unboxing chiếc hộp này ngày hôm nay. Mình sẽ đưa cái hộp cho bạn em Phương nha. Ok, team này là Tropical Vibe và em nói chuyện nhiều hơn được không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái team này á là tụi mình sẽ lấy cảm hứng từ chiếc hộp nhiệt đới ở Việt Nam. Thì nghĩa là bạn cũng có thể thấy được là trong cái hộp này rất là nhiều cây lá, và những cái cây lá này rất là quen thuộc ở Việt Nam luôn, mình có thể tìm thấy ở bất cứ đâu luôn. Đó là những cái nhiệt đới để ăn cái gì. Dạ, màu xanh. Dạ, màu xanh. Đúng, dạ. Xong rồi những cái đồ uống như là kiểu piña colada, xong rồi đó mấy cái cây cọ này nọ. Đúng rồi. Ok, vậy em Phương mở hộp luôn nha. Rồi đầu tiên vẫn là con Michigan như bình thường, nhưng mà lần này em thấy là thực sự là nó được trau chuốt rất là nhiều, đằng sau mà có chữ good vibes only, rất là cute. Đúng rồi, thì trong con Michigan này em Phương sẽ tìm thấy những cái thông tin về sản phẩm, về cách sử dụng sản phẩm trong chiếc hộp lần này. Ngoài ra thì cần có những cái tips về làm đẹp và những cái article về tropical truyền cảm hứng cho mình. Lại còn có em nữa. Và còn một điều đặc biệt nữa là trong cái mini guide này á, các bạn đừng có quên đó là mình sẽ có rất là nhiều những cái mã code giảm giá của nhãn hàng đặc biệt dành riêng cho các cô gái Mamen Box thôi. Thì nhớ để ý kỹ, đừng có bỏ qua nha. Giảm giá xịn lắm đi. Ok, vậy bây giờ em sẽ mở hộp luôn nha. Ok. Hộp này dây màu xanh, hồi hộp hồi hộp và nặng hơn bình thường nha. Đúng rồi, cho các bạn coi bình thường. Rồi bây giờ em Phương sẽ mở hộp luôn. Rồi ok, đầu tiên đập vô mắt là cây son của Elf Double Lip Gloss. Cái này là son bóng. Cái này á là son nhuyễn môi có màu, nghĩa là trên môi khi đánh lên nó không có mờ, nó không có lì, nó không mát, mà nó sẽ có một cái độ nhuyễn ẩm tự nhiên. Thì cái này á rất là, mình nghĩ là sẽ dùng rất là nhiều luôn, tại vì son nhuyễn á mà có màu nữa thì mình sẽ làm cho cái môi mình tự nhiên hơn. Mình có thể dùng mỗi ngày luôn. Cái màu rất là dễ dùng ạ, kiểu như là màu đúng rồi. Strawberry, màu đúng rồi đó, tông da nào cũng hợp hết, rất là phù hợp với lại tông da trong áo của mình. Bây giờ tiếp nha, tiếp là Ideal White Emulsion của Vichy. Cái này xài sao hả chị? Cái này là kem dưỡng làm trắng da của Vichy. Cái này thì cũng dễ dùng thôi, em dùng như là kem dưỡng vậy đó. Dùng 2 lần buổi sáng buổi tối, thì cái kem dưỡng này nó sẽ làm cho da của em đều màu hơn và sáng hơn. Bây giờ tiếp tục lại là một thứ khác, em thấy hai lọ màu cam. Hai lọ này là Vichy, em nếu em không lầm đây là nhìn những cái chức năng vậy đó. Đúng rồi, chính xác là cái chức năng hả? Nhưng mà hình như đây là hai loại khác nhau á chị. Đúng rồi, đây là hai loại khác nhau. Sản phẩm trên tay Sarah là Ideal Soleil SPF 50. Cái này là sản phẩm kem chống nắng có màu, thì 3 trong 1, có tác dụng 3 trong 1. Thứ nhất là chống nắng, thứ hai là làm giảm thâm nám, và thứ ba là làm đều màu da. Phi là gì? Còn cái bên này của em đang cầm á là Mattifying Dry Touch. Có nghĩa là á, khi mà mình nhường kem chống nắng thì mình sẽ rất là ngại khi mà cái nó bị nhờn dính và nó dính trên da của mình á. Cho nên là cái này á, nó sẽ dry touch, có nghĩa là nó sẽ rất là khô ráo, rất là thoáng, rất là khô thấy trên da luôn. Và những cái bạn mà da dầu một tí á, khi mà dùng cái này thấy rất là phù hợp. Mặc dù thời tiết ở Sài Gòn thì đang rất là âm u và không có nắng, nhưng mà chúng ta cũng không được quên cái bước kem sử dụng kem chống nắng sau khi đã apply các bước dưỡng da. Tại vì nếu như mà các bạn đã apply cái bước dưỡng da mà không có apply cái lớp kem chống nắng này thì coi như là cái các bước dưỡng da đó không còn hiệu quả nữa. Mà nó rất là hại da luôn á. Mình phải có cái này để mình bảo vệ da chứ. Chính xác. Ok, tiếp theo là đây là một hiệu Hàn Quốc hả? Đúng rồi, của Hàn Quốc. Cái hiệu này là CC Cream. Vậy là một model makeup thứ hai trong box. Dạ. Thì cái này á là một cái CC cream của Essence. Nghĩa là một cái kem nền, mới là một cái độ che phủ rất là tự nhiên và mỏng nhẹ trên da. Cảm giác như là nước vậy đó. Nó kiểu nó hơi trắng hồng. Em Phương nghĩ là nếu mà dùng cái này thì sẽ tăng được tone da lên một chút. Đúng rồi. Vì nhìn được cái trắng hồng, với cả là nó có mấy cái hạt ở trong này. Đúng là dù là cái kem này hơi trắng, mà lúc apply trên da thì đúng là nó ngã theo màu da của mình.
Sản phẩm tiếp theo là Zaka của hiệu Zaka Naturals, và đây là micellar water. Yeah. Okay. Đúng. Đây là một sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên và mang thương hiệu của Việt Nam, thì được sáng lập bởi một chị Việt kiều người Mỹ. Thì những cái sản phẩm của Việt Nam á thì thường tập trung nhiều vào thành phần tự nhiên, thiên nhiên, nên là sẽ không có những cái gọi là paraben, là không chứa cồn, và nó cũng rất là dễ sử dụng, không có làm hại cho da của bạn nhiều. Nếu mà chiết xuất thành phần tự nhiên thì nó sẽ không có gây kích ứng nhiều cho da đúng không chị? Đúng rồi. Nó trôi đi đúng nhanh luôn á. Cho nên là em thấy là cho cái này vào box là một option hay hơn, kiểu như là ủng hộ hàng Việt Nam vậy đó. Đúng rồi. Sản phẩm tiếp theo em Phương sắp móc ra là một sản phẩm bự hơn cái sản phẩm còn lại. Và đây là xịt khoáng của Vichy, rất là nổi tiếng. Thì cái xịt khoáng này của Vichy á, nó rất là thoải mái trên da, mà mình sẽ nhuộm được, xịt khoáng nhuộm được khi nào cũng nhuộm được hết. Lúc buổi chiều khi make up, khi mà đi xuống cảm thấy tâm trạng mệt mỏi thì xịt khoáng rất là refreshing ạ. Sản phẩm tiếp theo là firming body lotion, cái này là dành cho da, cho body. Đúng rồi. Đây là sản phẩm body lotion, nhưng mà đặc biệt á là có kem chống nắng, và đặc biệt hơn một cái nữa là sẽ có bổ sung collagen. Mùi rất là dễ chịu. Cái này 100ml kiểu như là một cái size vừa phải, thì bình thường em gặp cái trường hợp là lúc mình ra siêu thị cũng muốn mua body lotion nhưng mình size to quá. Rất là ngại sử dụng, tại vì kiểu mình không biết là mình có hợp hay không. Sản phẩm lần này thì em cứ cảm thấy không những được về chất lượng, số lượng lần này là được 2, 4, 6 tới 8 món lận, và được có 2 món và 3 món chứ. Tính ra cái này cũng là full size. Đúng rồi. Thấy là đây là một cái box kiểu valuable, có giá trị. Và với cả là đúng theo cái concept của cái hộp Tropical Vibe lần này, thì em cảm thấy là những cái thứ trong cái hộp này rất là tập trung về những cái món đồ mà chống nắng á. Với cả là sẽ khoáng, soothing cho làn da. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc mở chiếc hộp và khám phá những cái sản phẩm bên trong chiếc hộp phiên bản Tropical Vibe lần này. Cảm ơn An Phương đã đến với Mailbox Team ngày hôm nay, cùng khám phá Mailbox chiếc hộp lần này. Các bạn cũng đừng quên mở hộp và chụp ảnh và hashtag Mailbox để chúng mình biết là các bạn đã nhận được hộp rồi nhé. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian coi hết clip này. Đó vậy thôi. Vì mình giờ mình bye bye đúng không? Đúng rồi. Bye. Bye.